Ồ, món này trông ngon và hấp dẫn quá. Chắc bọn nhỏ và vợ mình sẽ thích đây. Ok, mình sẽ làm món mực nướng muối ớt nha mọi người. Đây, mọi người thấy gì chưa? Tôi có được hai con mực ống bự to ghê không? Hai con mà gần 1 kg đó. Làm món này là vô bài luôn nha. Cái độ tươi của nó có phải gọi là xuất sắc không mọi người? Rồi, sau khi để khô ráo, mình sẽ bắt đầu tẩm ướp nha mọi người. Mình sẽ cho muối ớt tôm lên hai mặt của con mực và bắt đầu massage cho nó nha. Ta sẽ cho thêm xíu bột ngọt và một nguyên liệu không thể thiếu là tương ớt Chinsu su nha mọi người. Trộn đều thật đều lên, rồi sau đó cho mực nghỉ ngơi 10 phút nha. Mình sẽ dùng nồi chiên không dầu thay bếp than nha mọi người, vừa nhanh vừa lẹ mà vừa đảm bảo an toàn sức khỏe nữa. Rồi chọn nước ở chế độ hải sản, sau đó mình sẽ làm nước chấm nha mọi người. Nước chấm này gồm có 2 muỗng sữa đặc, 2 muỗng muối tôm và 1 cái tắc. Trộn đều thật đều, sau đó cho 1 muỗng tương ớt Chinsu su vào. Đây, món nước sốt này chấm hải sản là tuyệt vời luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy hấp dẫn ghê chưa? Mực vừa chín tới, không bị khô, không bị khét. Mời mọi người cùng ăn nha. Nay lâu lâu mới có dịp để hai chị em ngồi ăn chung đó mọi người ơi. Mình sẽ làm cameraman kiêm phục vụ luôn nha. Ai chứ hai chị em là ăn sành điệu lắm nha, biết chấm đồ đủ thứ luôn đó. Dưa chua và rau cải nha, ăn cho đỡ ngán nha mọi người. Thịt mực tươi ăn vừa dai vừa dẻ. Nè, làm cái miếng rau nè, trời ơi, tao nói nó giòn.